con bơ chen à. Thế là cảm ơn. Khi tham gia AirDrop các bạn nhận 100 token có ký hiệu là BRC. Con này giá của nó hiện tại là 1 BRC bằng 0,8 đô. Mình khi tham gia các bạn nhận được 100 token BRC bằng được. Các bạn click nút map ta nha các bạn. Rồi các bạn lướt captcha. Số máy này các bạn lướt captcha nha các bạn. Sau khi lướt captcha xong các bạn làm nhiệm vụ là join 3 kênh Telegram. Follow Tower và request admin bot. Rồi các bạn bấm vào nút submit json. Rồi cái nó kêu các bạn điền email vào nha các bạn. Rồi nó kêu bạn điền submit username Telegram, các bạn vào setting lấy cái username Telegram của mình. Rồi tới Tower, các bạn vào setting lấy cái username Tower của mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ ETH ERC20 wallet nha các bạn. ERC20 wallet nè. Với MetaMask chút wallet. In token nha các bạn, trừ là qua Z ở trên nha các bạn. Rồi mình sẽ nhận được 100 token có ký hiệu là BR một ghép là 10 token, nhận được 10 token. Các bạn bấm vào Balance si nè. Mình đã nhận được 100 token rồi nha các bạn. Rồi. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Con này có khoảng 80 đô ạ. Mà thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn ạ. À.